Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laptop Z, mình là Duy View. Và bình thường anh em nghĩ là laptop thì có mức giá thay đổi theo từng tháng, tháng này có mức giá này, tháng này mức giá kia, nhưng không phải anh em ạ. Bây giờ thì mức giá sản phẩm laptop thay đổi từng ngày. Và cụ thể bên mình đang có đây là hai mẫu Legend 5, một mẫu sử dụng Core i7-10750H, 1660 Ti, màn hình 120Hz, 16GB. Mức giá sản phẩm này sẽ là khoảng 28 triệu 780 nghìn. Và bên cạnh mình đây là một chiếc Ryzen 5 nhưng mà bản AMD Ryzen 7 4800H 8x16 luôn, với cả 1660 Ti giống hệt chiếc i7 này, nhưng mà chúng ta sẽ có là màn hình 144Hz. Sản phẩm này sẽ có mức giá là khoảng 29 triệu 890 nghìn, nghĩa là đắt hơn chiếc i7 này 1 triệu. Nhưng mà nói chung là nếu mà trừ đi chênh lệch màn hình là 1 triệu ấy, thì hai chiếc máy này bằng nhau. Và lần đầu tiên trong đời mình thấy là hai chiếc laptop sử dụng CPU Intel mà AMD mà lại có mức giá bằng nhau anh em ạ. Và anh em có băn khoăn là với mức giá bằng nhau như này, có thể coi là mức giá bằng nhau như này, thì liệu Intel Core i7 và Ryzen 7 thì đâu sẽ là một cái sự lựa chọn giúp cho anh em làm việc, chơi game, giải trí tốt nhất tại thời điểm hiện tại trong mức giá của chiếc laptop gaming 30 triệu. Thì hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về hai CPU này trong video ngày hôm nay nhé. Hai CPU này được sử dụng chung hệ thống tản nhiệt, hệ thống máy tính là một chiếc Lenovo Legend 5. Mà nói đến Legend 5 thì anh em có thể tham khảo tại cửa Laptop AZ với mức giá ưu đãi và hậu mãi tốt nhất. Link sản phẩm và mã giảm giá AZ300 mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo nhé. Đầu tiên là tại vì hai chiếc máy này chỉ khác nhau về màn hình thôi, và hôm nay mình muốn nói trọng tâm nhất là về vấn đề CPU, nên là cái vấn đề màn hình anh em mình bỏ qua nhá, vì hai chiếc Legend 5 này giống hệt nhau mà. Về hai CPU này thì chúng ta có mã là Core i7-10750H, chúng ta có tiến trình là 14 nanomet, có 6 x 12 luồng, có xung nhịp tối đa là 5.0GHz và được sản xuất trên chiếc trình 14 nanomet của Intel. Còn với AMD Ryzen 7 4800H, chúng ta có 8 x 16 luồng, nghĩa là gấp rưỡi chiếc i7. Cùng với đó là chúng ta có xung nhịp là 4.2GHz và có được sản xuất trên tiến trình là 7 nanomet của TSMC. Và với việc có cùng công suất tiêu thụ là 45W thì còn một điểm nữa chúng ta cần phải lưu ý là trên rất nhiều những chiếc laptop gaming thì laptop gaming sử dụng CPU AMD sẽ hỗ trợ luôn RAM bus 3200, trong khi những chiếc laptop gaming sử dụng CPU Intel sẽ chỉ có RAM là bus 2933 thôi. Thế nên sẽ có một chút lợi thế về bus RAM cho những CPU sử dụng là CPU AMD. Vậy thì thực tế cái hiệu năng chơi game ra sao? Với 30 triệu khi anh em bỏ tiền ra mua một chiếc laptop gaming thì cùng cao đồ họa rồi, thì liệu CPU có quyết định được nhiều những cái thông số, những cái hiệu năng thực tế hay không? Thì mình đã test qua với hai tựa game rất nặng hiện tại là Final Fantasy 15 và Shadow Tomb Raider. Đây là hai tựa game tương đối ngốn về cả các đồ họa và thậm chí kể cả CPU, cả RAM nữa. Vậy thì anh em hãy theo dõi sau đây về hai bài test nhé. Ở bài Final Test là Final Fantasy 15 ấy, mình sẽ để là 2 setting. Còn với Shadow Tomb Raider thì mình sẽ để 2GB, tất cả để max setting hết để giúp cho hai máy đạt được hiệu năng tối đa. Và thực tế ra sao anh em hãy theo dõi ngay sau đây nhé.
Và kết quả của hai bài test thì như trên video anh em cũng đã thấy rồi. Với Final Fantasy thì số điểm của Intel nhỉnh hơn một chút, với số điểm là 5837 so với cả 5763 của AMD. Theo mình đánh giá là cũng tương đối là ấn tượng với CPU Intel, mặc dù là số nhân số lượng ít hơn, nhưng xung nhịp cao hơn là cũng là một lợi thế đấy. Ngoài ra với Shadow Tomb Raider thì Intel cũng nhỉnh hơn một chút là khoảng 74 FPS so với cả AMD là 72. Tính ra mà nói thì cái sự chênh lệch này nó không quá lớn, nhưng mà có sự chênh lệch thì vẫn phải nói là có sự chênh lệch. Và ngoài ra chúng ta sẽ xét thêm một yếu tố là yếu tố nhiệt độ trong quá trình hoạt động. Mặc dù là CPU Intel trong quá trình hoạt động chúng ta tiêu thụ hơn rất là nhiều những công suất điện, chúng ta ăn tới 50 đến 60W điện, nhưng nhiệt độ của CPU Intel trên chiếc Legend 5 này mình đánh giá ở mức tương đối tốt và không có quá nhiều chênh lệch so với cả một CPU 8 nhân của Ryzen 7. Mặc dù Ryzen 7 chỉ chạy khoảng 30W là cùng. Mình đánh giá là nhiệt độ trên chiếc Legend 5 này tương đối tốt, mặc dù là Intel chạy nhiều điện hơn. Có thể nhiệt độ sẽ để cho anh em tự đánh giá nhé. Với mình ấy, thì mình thấy nhiệt độ hai chiếc máy này tương đương nhau, không quá cái sự khác biệt gì nhiều. Và về cái tiếng quạt của máy thì đương nhiên rồi, tiếng quạt của máy nó quyết định cái nhiệt độ mà. Thì hai chiếc máy này có cùng hệ thống tản nhiệt như nhau, nhiệt độ của hai CPU này cũng tương đương nhau, nên tiếng quạt trong quá trình mình sử dụng ấy, thì hai chiếc máy này cũng có tiếng quạt cũng tương đương nhau luôn, không khác biệt gì quá là nhiều cả. Nên về cái khoản chơi game ấy, thì mình đánh giá là hai CPU này tại thời điểm hiện tại là ngang kèo nhau, không có sự chênh lệch quá nhiều về cái hiệu năng chơi game từ cả Intel lẫn AMD. Thế nên bây giờ anh em chơi game, anh cho em chọn phiên bản nào cũng được, không phải vấn đề gì quá là to tát. Nhưng mà sang đến cái hiệu năng làm việc thì sao? Liệu với CPU AMD thì có tốt hơn CPU Intel hay không? Thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm mà mình quen thuộc nhất, mình sử dụng nhiều nhất là Adobe Premiere Pro. Thì mình sẽ sử dụng trên cái phần mềm phiên bản là 14.6. Phiên bản này đã được hỗ trợ những cái tính năng, những cái hiệu năng tốt nhất cho những CPU AMD rồi. Thì với những CPU AMD, mình đã edit video 4K trên cả chiếc máy này. Thì quá trình mình edit với video 4K trên chiếc máy này, mình thêm những cái transition, mình thêm màu, mình thêm những cái preset màu, mình làm mấy cái layer video luôn. Mình preview vẫn tương đối là mượt mà. Nhưng mà đó là với 4K nén thôi. Còn với những anh em nào làm chuyên nghiệp hơn với 4K RAW chẳng hạn, thì chắc chắn là hai chiếc máy này theo mình nghĩ là vẫn sẽ hơi khó để làm chủ được với những cái file 4K nặng hơn. Nhưng nói chung với cái công việc là làm đồ họa mức nghiệp dư, làm mức trung bình, thì mình nghĩ là vẫn sẽ ok với hai chiếc máy này. Và quá trình preview ấy, thì cái chiếc máy này cái hiện tượng drop frame nó cũng rất là ít. Tại vì mình đã lắp 16GB rồi, nên là quá trình mình sử dụng vẫn rất là thoải mái, không vấn đề gì quá là to tát cả. Nên là cái về hiệu năng làm việc với những cái phần mềm 2D, những phần mềm như edit video hay là edit chỉnh sửa ảnh, thì mình nghĩ là vẫn sẽ ok, vẫn sẽ làm được với cái mức trung bình. Nhưng mà anh em làm nâng cao sẽ thấy được sự khác biệt. Mình thì chưa đến mức nâng cao nên mình rất là khó để truyền tải cho anh em trong video được. Còn tổng kết lại với hiệu năng làm việc, hiệu năng chơi game của hai chiếc CPU này, thì mình nghĩ là tại thời điểm hiện tại với Ryzen 7 và Core i7 thì chúng ta hoàn toàn có thể gọi là đánh giá hai CPU này ngang nhau kể mặt hiệu năng, về mặt nhiệt độ, về tính ổn định, về tính hỗ trợ tại thời điểm hiện tại. Thì tất cả những cái yếu tố này đều được làm rất tốt bởi CPU AMD và không cần lăn tăn quá nhiều nếu anh em so đặt cân, đặt cùng bàn cân với cả Intel. Vậy thì anh em nghĩ sao về những bài test của mình? Liệu là bài test của mình có bị thiếu quá không? Hay những cái bài test của mình có thiên vị ở bên nào quá không? Thì anh em cứ để cái ý kiến anh em dưới phần bình luận ở dưới phần video này nhé. Và nếu anh em đang muốn tham khảo những mẫu Lenovo Legend 5 phiên bản Intel hoặc AMD mức giá ưu đãi nhất cùng mã giảm giá AZ300, chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và nếu anh em thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ nhé. Và bây giờ thì xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người.